khủng hoảng năng lượng ở miền Nam Ấn Độ thúc đẩy ngành sản xuất đèn cầy. Với thời gian cúp điện ngày càng tăng, 14 giờ mỗi ngày, ngành sản xuất và kinh doanh đèn cầy đã bùng nổ trong thành phố Coimbatore của tiểu bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ. Cơ sở hạ tầng nghèo nàn đang ảnh hưởng xấu trên nền kinh tế Ấn Độ. Những vụ cúp điện thường xuyên, đường xá xấu và một mạng lưới đường sắt lỗi thời đã làm tổn hại khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Ấn Độ và làm cho hàng trăm triệu người thiếu thốn các nhu cầu căn bản. Người dân địa phương đang phải đối mặt với sự thiếu hụt điện nghiêm trọng, làm cho cuộc sống của họ rất khó khăn. Do không có điện nên các sinh viên phải học bài dưới ánh đèn cầy. Với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên toàn tiểu bang, nhu cầu đối với đèn cầy cũng tăng lên. Ông Nihas Kumar, một người sản xuất đèn cầy, cho biết nhu cầu đã tăng gấp 4 lần. Ông nói cách đây 3 tháng, nhu cầu là khoảng 30.000 đèn cầy mỗi ngày. Nay do tình trạng cúp điện trầm trọng trong thành phố, nhu cầu đã tăng hơn 500.000 mỗi ngày. Khả năng sản xuất của ông chỉ có 100.000 cây đèn cầy mỗi ngày, nên mặc dù có một nhu cầu rất lớn, họ cũng không thể đáp ứng được. Hoạt động sản xuất đèn cầy cũng đã bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu nguyên liệu từ các công ty dầu khí trong tiểu bang. Một nhân viên trong ngành sản xuất đèn cầy, ông Sahanya cho biết, do khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, những người lao động trong ngành công nghiệp sản xuất đèn cầy phải làm việc thêm giờ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và do đó họ có thêm thu nhập. Các công ty phân phối điện của Ấn Độ đã trở thành những zombie. Ngành công nghiệp này đang mang một món nợ 35 tỷ Mỹ Kim, tức tương đương với 2% tổng sản lượng quốc gia, có nghĩa là các công ty này có rất ít tài nguyên để đầu tư vào mạng lưới chuyển tải và phân phối. Kết quả, sự thiếu hụt đầu tư đang cản trở tăng trưởng kinh tế. 11% nhu cầu điện năng không được đáp ứng và làm cho mạng lưới điện bị tê liệt, như các vụ trong tháng 7 đã nhấn chìm phần lớn đất nước trong bóng tối. Ấn Độ đã thông qua một kế hoạch vào ngày 24 tháng 9 để giải cứu các nhà phân phối điện đang mang một gánh nợ 35 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng chương trình cứu trợ này không mang lại gì nhiều cho việc cải cách một lĩnh vực công nghiệp bị quản lý tồi tệ đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng kinh tế của quốc gia.